Câu đố vui dân gian. Bạn hãy thử trả lời các câu đố vui sau đây nhé. Câu 1. Cái gì bé cầm trong tay, hí ha hí hoáy, say mê viết bài. Đáp án là cây bút. Câu 2 Lá gì đỏ thắm lưng trời, vàng tươi ở giữa, ngời ngời ngôi sao. Đáp án là Lá cờ Việt Nam Câu 3 Khi xanh, khi trắng, khi hồng không thả xuống nước cũng bùng bình trôi, là cái gì? Đáp án là đám mây. Câu 4. Con gì lấy cống làm nhà, thích đục, thích khoét, thấy mèo chạy ngay? Đáp án là Con chuột Câu 5 Mùi gì cây cối xanh tươi Mai vàng khoe sắc Đào tươi thắm hồng Đáp án là Mùa xuân Câu 6 Người ta ăn cá, ăn cơm, còn tôi ăn bụi, sạch thơm cho người là cái gì? Đáp án là máy hút bụi. Câu 7. Mình vàng lại mặc áo vàng, bà thơm, bà ngửi, chứ bà không ăn là quả gì? Đáp án là Quả thị Câu 8 Cây gì giúp ta đi về Qua sông, qua suối Chẳng hề ướt chân Đáp án là Cây cầu Câu 9 lá gì không mọc trên cành, không mang ra nắng, chỉ dành thở thôi. Đáp án là lá phổi. Câu 10. Cái gì bật sáng trong đêm, giúp cho nhà dưới, nhà trên sáng ngời? Đáp án là bóng đèn. Câu 11. Rõ ràng chẳng phải nồi canh, thế mà vị mặn, nước xanh, cá nhiều là gì? Đáp án là biển. Câu 12 Câu gì bắt lưỡng lưng trời, vàng xanh đỏ tím hồng tươi sắc màu. Đáp án là Câu vong Câu 13 Mùa nào nóng bức trong năm, người đi đổi gió, người thăm quê nhà. Đáp án là mua hè. Câu 14. Cái gì bay tít trên cao, đón đưa khách đến, khách đi sáng chiều. Đáp án là máy bay. Câu 15. Cái gì có đủ ba màu? Chỉ bật từng chiếc, đứng đầu ngã tư. Đáp án là Đèn giao thông Câu 16 Con gì cao thấp nhấp nhô, đuổi nhau xô mãi, vào bờ trắng phao câu trả lời của các bạn là gì hãy comment đáp án phía bên dưới nhé và đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để xem những video hay tiếp theo nhé